Điều gì sẽ xảy ra khi con người vô tình bị hút vào động cơ phản lực của máy bay? Vào năm 2015 ở sân bay Mumbai, Ấn Độ, một nhân viên mặt đất không may bị hút vào động cơ này dưới sức mạnh khủng khiếp của nó, khiến người nhân viên chưa kịp kêu lên thì đã bị đăng xuất vì hầu hết các loại cánh quạt trong động cơ đều được làm từ các vật liệu cứng như titan. Khi động cơ hoạt động, tốc độ vòng quay lên đến 20.000 vòng trên phút, lượng khí nạp lúc này có thể đạt 500 kg trên giây, sẵn sàng nghiền nát cơ thể thành những mảnh vụn chỉ trong vòng 1 đến 2 giây.